À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6D2 trình bày suy nghĩ của em về tinh thần chiến đấu hy sinh của nhân vật Lượng trong bài thơ cùng tên của Tố Hữu. Mời các em đi vào bài mẫu số 1, viết về những tấm gương thiếu nhi Việt Nam anh hùng. Bài thơ Lượng của Tố Hữu được xem là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của nền thi ca kháng chiến. Tác phẩm đã khắc họa thành công hình ảnh một em bé hồn nhiên, tinh nghịch yêu đời nhưng cũng vô cùng dũng cảm, kiên cường. Gấp cuốn sách lại, có lẽ không ai có thể quên được chân dung, tính cách, phẩm chất quý báu của cậu bé ấy. Sau khi miêu tả vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu của Lượng, nhà thơ đã viết lên những vần thơ tuyệt đẹp ca ngợi tinh thần chiến đấu hy sinh và phẩm chất anh hùng của chú đội viên liên lạc. Hình ảnh Lượng bỗng cao lớn phi thường, vụt qua mặt trận đạn bay vèo vèo, thư đề thượng khẩn sợ chi hiểm nghèo. Giờ mặt trận đạn bay vèo vèo, chú liên lạc đã xông lên vượt qua, hay chỉ vụt qua để thể hiện động tác chiến đấu nhanh nhẹn, quả cảm vô cùng, không thể do dự và chậm trễ khi đang mang trên mình bức thư thượng khẩn, vì nó là mệnh lệnh chiến đấu. Câu thơ sợ chi hiểm nghèo vang lên như một lời thách thức, như một lời thề chiến đấu, gọi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Người chiến sĩ nhỏ khác nào một tiên đồng đang dạo chơi trên đồng lúa trổ đồng đồng, từ lấy nhấp nhô gợi tả một tư thế hồn nhiên bình tĩnh của chú liên lạc trên đường băng qua mặt trận đầy khó lường. Đường quê vắng vẻ, lúa trổ đồng đồng, ca lô chú bé nhấp nhô trên đồng, nhà thơ như đang nín thở dõi theo và Lượng đã ngã xuống. Câu thơ có lửa và máu, có lời than và nỗi đau, hai câu cảm thán liên tiếp như tiếng nấc đau đớn cất lên, bỗng lè chớp đỏ. Thôi rồi Lượng ơi, chú đồng chí nhỏ một dòng máu tươi. Lượng đã chiến đấu về quê hương, Lượng đã hy sinh vì đất nước, Lượng đã tử thương, nhưng hồn chú vẫn bay giữa đồng lúa thơm ngạt ngào mùi sữa. Cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, mùi bay giữa đồng. Đây là những câu thơ hay nhất nói về sự hy sinh của người chiến sĩ trên chiến trường. Tố Hữu đã sáng tạo nên một không gian nghệ thuật có hương lúa quyện hồn chiến sĩ, vừa thân thuộc, vừa bình dị, vừa bát ngát thiêng liêng. Chú đội viên liên lạc được ngã xuống trong tư thế người anh hùng tuổi thiếu niên. Phần cuối bài thơ Tố Hữu nhắc lại 8 câu thơ ở đoạn đầu. Câu chúc ấy được thi pháp gọi là đầu cuối tương ứng, hoặc kết cấu vòng tròn. Trong bài thơ này, cấu trúc ấy có một giá trị thẩm mỹ đặc sắc. Chú đội viên liên lạc đã anh dũng hy sinh ngoài mặt trận, nhưng tinh thần yêu nước, chí khí dũng cảm và tên tuổi người anh hùng tuổi thiếu niên vẫn bất tử sống mãi trong lòng nhân dân ta. Có cái chết hóa thành bất tử, đó là sự hy sinh anh liệt của Lượng, tấm gương anh hùng của Lượng sáng mãi ngàn thu. Mời các em đi vào bài mẫu số 2. Tố Hữu là nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Mỗi một lứa tuổi, ông đều dành những trang thơ của mình để viết về mọi lứa tuổi, và cũng như thế, mỗi một lứa tuổi lại biết đến những bài thơ khác nhau của ông. Đối với lứa tuổi học sinh chúng ta thì chắc hẳn không ai không biết đến bài thơ Lượng song sáng tác. Bài thơ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Hình ảnh Lượng, một em bé thiếu nhi hy sinh vì nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hình ảnh Lượng thật đẹp, Lượng còn rất bé và được nhà thơ miêu tả là một cậu bé rất chất. Cậu mang bên mình cái sắc xinh xinh lên đường để đi công tác, đi làm nhiệm vụ, phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng. Cậu bé dường như rất vui, rất tự hào khi mình đã được phục vụ kháng chiến khi chỉ là một cậu bé rất nhỏ. Chẳng thể mà chị nhìn cậu lúc này, xem cậu đi thân tắt cái đầu cậu lại nghênh nghênh với chiếc mũ cano đặc trưng của chiến sĩ liên lạc, như lại được chú đội lịch sang hẳn một bên, thể hiện Lượng là một cậu bé rất tinh nghịch, rất trẻ trung yêu đời, và chắc hẳn cậu cũng đang nghĩ chân sáo trên đường vàng. Những câu văn vô cùng ngắn gọn nhưng lại rất chi tiết của tác giả khiến ta cảm nhận được chú bé Lượng được hiện lên hết sức chi tiết. Cậu bé thoát lên là một chú bé rất nhỏ nhắn, xinh xắn, rất dễ thương, nhưng ở cậu thoát lên một sự nhanh nhẹn hoạt bát đến kỳ lạ, lại ở một độ tuổi còn quá trẻ. Bước vào chiến trận, tuy cậu chỉ được giao nhiệm vụ là đưa thư, nhưng trong chiến tranh thì tất cả mọi hoạt động từ nhỏ đến lớn đều rất nguy hiểm. Vậy mà hãy nhìn cậu bây giờ mà xem,
cậu thật sự rất vui vẻ, thậm chí còn rất sung sướng khi được cách mạng giao cho nhiệm vụ. Hình ảnh cậu bé khiến chúng ta thật cảm thấy ngưỡng mộ và cần phải học hỏi từ cậu. Bây giờ cái gian khổ của kháng chiến trường kỳ chưa tới, mọi người đang sống trong không khí phấn khởi hào hùng của độc lập tự do sau cách mạng tháng 8. Cái vui của Lượng bắt đầu từ niềm vui của đất nước, của dân tộc. Lượng vui trong lòng, vui ngoài nét mặt, dáng điệu, cử chỉ, lời nói, tưởng chừng cái sắc cũng vui lây. Ủ nhún nhảy theo nhịp chân của chú bé, đeo sắc là dấu hiệu của người làm cán bộ. Lượng thấy oai lắm, ra vẻ lắm nên tỏ ra rất tự hào, giống như các bạn cùng lứa tuổi. Lượng rất hiếu động, đặc điểm này đã được hưởng vào những công việc có ích cho kháng chiến. Hình ảnh lúc chia tay tác giả thật đẹp và đầy sức sống. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ với chú bé liên lạc còn tươi nguyên trong lòng nhà thơ, thì bỗng dưng có thiên chẳng lành. Câu thơ bình thường bỗng nhiên bị ngắt lặp đôi, ám hiệu ngập ngừng và dấu chân, dấu chấm than để thể hiện tâm trạng ngạc nhiên và xúc động đến bàng hoàng. Và để tưởng nhớ người chiến sĩ liên lạc ấy, thì cuối bài thơ hình ảnh chú bé Lượng tinh nghịch hồn nhiên lại một lần nữa được hiện lên trong cuối bài thơ. Mời các em đi vào bài mẫu số 3. Lượng ơi còn không, chú bé lắc chất, cái sắc xinh xinh, cái chân thăm thoát, cái đầu ngân nganh, calo đội lệch mồm huyết sáo vang như con chim chích nhảy trên đường vàng. Nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng rất tinh tế biện pháp so sánh chú bé Lượng, một chú bé lắc chất với cái sắc xinh xinh, cái chân thăm thoát, cái đầu ngân nganh, calo đội lệch mồm huyết sáo vang, khiến tác giả liên tưởng đến hình ảnh con chim chích nhảy trên đường vàng. Chim chích vàng là loài chim gần gũi với hình ảnh những làng quê Việt Nam, chim chích nhỏ nhưng nhanh nhẹn rất đáng yêu. So sánh hình ảnh của chú bé Lượng với hình ảnh con chim chích, nhà thơ đã gợi lên dáng vẻ nhỏ nhắn hoạt bát tinh nghịch của chú. Không chỉ vậy, đó còn là con chim chích nhảy trên đường vàng. Nhảy trên đường gợi hình ảnh đường vàng, gợi đến hình ảnh con đường đầy nắng vàng và chú bé Lượng đang tiến bước. Con đường vàng ấy cũng chính là con đường vinh quang của cách mạng mà Lượng đang dùng cả bước đi. Hình ảnh chú bé Lượng trong những câu thơ trên đã được lặp lại ở cuối bài thơ. Đó giống như những dòng hồi ức, những dòng tưởng niệm về người đồng chí nhỏ của tác giả. Hình ảnh chú bé hồn nhiên, đáng yêu ngân vang mãi trong những dòng thơ cuối bài như một lời nhắn nhủ, Lượng sẽ còn sống mãi trong trái tim mỗi chúng ta. Như vậy cô vừa kết thúc 4 bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài văn mẫu tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.